mũ bảo hiểm không đạt chuẩn hay với vỏ bọc là mũ bảo hiểm thời trang xuất hiện dày đặc trên đường phố. Nhiều người còn nói rằng chiếc mũ bảo hiểm lưỡi chai này như một đặc sản của thủ đô. Nó tiện lợi, nó vừa nhẹ, nó vừa nó bảo đảm được người tham gia giao thông. Thực ra chị cần cái mũ bảo hiểm này bởi vì là nó có cái lưỡi thì nó không đỡ nắng. Mình thấy mũ lưỡi chai này nó nhẹ nhàng và nó không bị gò bó quá. Đấy. Đội mũ kia thì nó tuy là an toàn thật hơn nhưng mà là mình cảm thấy là nó nặng. Tại các cửa hàng, mũ bảo hiểm thời trang cũng là mặt hàng chiếm số lượng lớn nhất. Những chiếc mũ này đủ màu sắc, hình hài, kiểu dáng, nhưng chỉ không có yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Những mũ bảo hiểm mà cái tính năng của nó không đáp ứng được với tư cách là mũ bảo hiểm, với cái góc độ là một mũ bảo hiểm. Mà những mũ đó chúng ta đội như vậy thì gần như nó chỉ là những cái phương tiện để che nắng, che mưa thôi, chứ nó không phải là mũ bảo hiểm. Và nếu trong trường hợp mà khi cơ quan nhà nước mà họ thanh kiểm tra, họ phát hiện hoặc là trong một số hành vi vi phạm mà người ta kiểm tra đối với mũ đó mà những mũ đó không đạt yêu cầu, không đạt theo quy chuẩn mà nhà nước quy định thì chúng ta sẽ vẫn được xác định là gì ạ? Việc mà chúng ta đội mũ bảo hiểm là chúng ta đã không đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông. Thực tế hiện nay chưa có quy định quản lý cụ thể nào đối với chất lượng của mũ bảo hiểm. Bởi theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, chỉ xử phạt hành chính với những trường hợp điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng cách. Thường thì lúc tham gia giao thông thì mình đội mũ này thì công an họ cũng gọi là cũng không để ý lắm nên họ cũng không bắt đâu. Ở đây thì cái chế tài để mà xử lý đối với những người mà đội mũ bảo hiểm kém chất lượng khi tham gia giao thông thì có thể nói rằng nếu như chúng ta căn cứ vào nội dung này thì nó sẽ rất khó để chúng ta kiểm soát. Bởi lẽ là gì ạ? Là mũ bảo hiểm là do nhà sản xuất người ta sản xuất ra và thông qua các cấp đại lý và người ta cung cấp bán ra thị trường. Và người dân chúng ta chỉ có mỗi một góc tiếp cận, đó chính là ra ngoài thị trường với nguồn mũ với rất nhiều các thương hiệu khác nhau. Thì người dân chúng ta lựa chọn một hoặc một số loại mũ nhất định để chúng ta có thể sử dụng. Nếu chỉ vì chưa bị phạt mà đội mũ kém chất lượng thì thực chất người tham gia giao thông chỉ đang chống chế với quy định của pháp luật. Hãy sử dụng mũ bảo hiểm như chính cái tên của nó, trước hết phải có tác dụng bảo hiểm, đảm bảo an toàn. Mũ thì dễ mua, nhưng hiểm họa từ sự chống đối thì không ai lường trước được.